tao cũng chuẩn bị có món gì đó đi cả đi. Loài này thì nó có cho loài khác. Đấy, có khí lũ là ống. Đây là ba xã nóc. Đây là nóc nhà đây, gọi nóc nhà này. Để tôi về tí. Chào chị Phật cả. Anh là chị. Dạ. Đấy, anh Nam phó chủ tịch ban tín. Dạ. Em thì thấy coi tình hình cho nên giúp đó. Giúp cái ít đó. Chứ không phải nói giống là giống cái như trong bản địa mình á, nhưng mà giống giống viên trong lá cái giống bữa trước vô quét được quá. Thương là bán ra. Giờ bán cho họ đắt. Họ để nó mua. Nhà hàng mình phải. Dạ. Cái này là bán trong cuối năm đó. Cái đi nuôi cho thức ăn gì? Gần như tiền nhiên đấy. Không để làm thế nhỉ? Tiền nhiên là chuyện. Trong mô hình này thì gọi là trang trại tổng hợp, do đó cũng cần phát triển đa cây đa con, chủ lực là con lợn. Hàng năm thì là đầu tư và chăn nuôi thì khoảng trên dưới 2.200 hay 2.400 con là chủ lực. Con cá, lúa và tôm thì nuôi lồng ghép trên diện tích còn lại. Thu nhập hàng năm thì nếu với tổng thu nhập thì cũng rất lớn, trên dưới 700-800 triệu đồng trên năm. Hồ anh Hồ Văn Dương này đấy là một trong 80 điển hình xuất sắc của hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương. Đấy, từ cái việc làm như vậy đấy thì hội nông dân tỉnh cũng như cấp huyện đã đưa các cái mô hình này để trở thành những mô hình nhân rộng và cung cấp các cái kinh nghiệm cũng như cái kỹ thuật để cho bà con nông dân chúng ta áp dụng với những cái nơi mà có cái điều kiện và có cái sản xuất phù hợp.